Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh giữa hai mẫu giày, đó là Puma Future Z 1.1 Pro Cage và Mercurial Vapor 14 Pro. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Một trong những câu hỏi mà tôi nhận được khá nhiều đó là trong hai mẫu giày này thì đâu là mẫu giày phù hợp với chân bè. Thì cá nhân tôi thấy là Puma Future Z này phù hợp với chân bè nhiều hơn là Vapor Pro. Thực ra thì cả hai mẫu này chân bè đều có thể chơi được nha, nhưng mà mẫu này sẽ cần thời gian thuần lâu hơn là Puma Future Z. Như tôi đã nói ở trong video, Puma Future Z chỉ cần đập hộp là có thể chơi được luôn, với điều kiện là các bạn không thắt chặt dây ở cái vùng Fusion Fit này. Còn Vapor 14 thì hiện tại trong cái video review tôi đã làm cho anh em là một đôi giày với size 260, không phải là true size của tôi. Thế nên là cái thời gian thuần của tôi nó sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng mà khi mà tôi đi true size trở lại thì chân tôi sẽ cần thời gian để phù hợp với cả cái bè ngang của đôi giày này. Tiếp theo nữa về việc là đế của hai đôi này thì đôi nào cao hơn. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy đây, nó sẽ không có một cái sự chênh lệch đáng kể giữa Vapor 14 và Future Z 1.1. Và cái cảm giác trên chân cũng vậy. Đây, tôi cũng đã xỏ trên chân cả hai mẫu giày cho anh em xem đây. Để thực sự mà nói thì cá nhân tôi thấy là khi mà có cả hai đôi giày này đi trên chân thay đổi luôn phiên thì các bạn mới cảm nhận được là đôi nào cao hơn. Và cá nhân tôi thấy là Future Z cao hơn một chút. Chứ còn khi mà đi từng đôi một, các bạn không thể nhận xét được đôi nào là đôi cao hơn đâu, bởi vì cảm giác nó gần như là xem nhau. Và nhiều anh em cũng hỏi là nếu như mà đôi này so với cả Predator 20 cộng và X-Costed 1 thì sao. Và cá nhân tôi thấy thì hai đôi này cũng vậy, nó có một cái độ cao ngang ngang nhau và Future Z cao hơn một chút. Còn với X-Costed thì X-Costed là cao hơn, con này rõ ràng cá nhân tôi cảm nhận như vậy. Có lẽ rất là nhiều anh em sau khi nhìn cái bộ đế của Future Z 1.1 thì auto sẽ nghĩ là nó là thuộc dạng đế cao cồng kềnh trông chênh, và nó sẽ cao hơn một cách rõ rệt so với cả Vapor 14. Thì cá nhân tôi thấy là nó không rõ rệt và vượt trội hơn đâu, mà nó sàn sàn nhau thôi. Và như thế thì có nghĩa là đôi này là đôi đế cao hay là đôi này không quá cao. Việc này thì cá nhân tôi nghĩ là con Future Z 1.1 này nó sẽ không cao như tưởng tượng đâu các bạn ạ. Khá là thoải mái đấy. Tiếp theo là về đến bộ đinh của Vapor 14 và Future Z 1.1 thì cá nhân tôi thấy là Vapor 14 có một cái bộ đế nhỉnh hơn. Cá nhân tôi vẫn đánh giá đây là bộ đế của năm, bởi vì tất cả những cái hình dạng đinh này nó tạo ra một cái độ bám sân rất là tốt. Đồng thời thì cái này nó đã cải tiến so với đời Vapor 13 rồi, nó không được làm từ cái chất đặc quánh như là Vapor 13 đâu, mà nó rất là mềm các bạn ạ. Cảm giác sờ vào cái chất đinh này, nó cảm giác nó có những cái sự di chuyển chứ không bị cứng đơ như Vapor 13. Và cái chất này nó giống Tempo 8 anh em ạ. Và cũng có một member ở trong hội đam mê giày bóng đá cùng Golden Boots Review đã đăng lên về cái ảnh của mặt đế của Tempo 8 và mặt đế của Vapor 14 Pro, thì thực sự là cái form này nó rất là giống nhau các bạn ạ. Và như thế thì có nghĩa là form của Vapor 14 nó cũng bè, và liệu có thể bè được như Tempo 8 không? Thì cá nhân tôi nghĩ là sẽ không thoải mái được như vậy, bởi vì Tempo 8 dù sao đi nữa thì nó cũng là chất liệu da tự nhiên, thế nên là nó có một cái sự co giãn và mềm mại tốt hơn là Vapor 14. Và trong video review tôi đã đánh giá là cái chất đinh này nó giống như của Hyper 3 anh em ạ. Còn cá nhân tôi chơi Hyper 3 thì có lẽ là mọi người cũng đã biết rồi, tôi chơi Hyper 3 đến 2 năm 3 năm còn chả hỏng. Bởi vì là tôi đá một cái đôi đá rất là dưỡng sinh, tôi không có xoạc bóng, phanh gấp hay là những cái gì đó rất là mạnh trong trận đấu. Tôi chỉ di chuyển thôi, di chuyển đỡ bóng, chuyền trọt, có những tình huống khó là thường hay bỏ qua. Thế nên là cái một cái đôi giày nó sẽ khá là bền. Và với tôi, nếu như tôi đi đôi này và có một cái lối chơi như thế thì cá nhân tôi nghĩ là cái bộ đế này, cái độ gãy đinh nó phải tính chắc là không có các bạn ạ. Còn độ mòn đinh nó phải tính theo năm. Vậy nên là anh em nào lo về độ bền của bộ đế này thì hãy cân nhắc về cái lối chơi của mình nhé. Nếu như anh em mà nghi kiểu quá ác liệt trong trận đấu thì có lẽ là đi đôi này nó sẽ không phù hợp lắm. Còn anh em nào mà chỉ kiểu di chuyển trong trận đấu thật nhiều, thích một cái đôi giày đế êm thì hãy chơi đôi này nha, rất là thoải mái trên chân đấy. Một số bạn cũng bảo là gần 3 triệu một đôi giày nhưng mà cái bộ đệm này nó không có tên tuổi gì thì có phải là một cái sự đáng tiếc không? Cá nhân tôi thấy thì đâu nhất thiết là nó phải có tên hả các bạn? Thì thực sự cái cảm giác nó mang lại như thế nào mà thôi. Và cái bộ đệm này như ở trong video tôi đã nói, nó giống với Lifestyle của X-Costed 1. Và cá nhân tôi thấy là cái bộ phần nhón chân này nó không được đàn hồi bằng, nhưng mà cái độ êm ở đế này nó cũng phải ngang ngửa đấy. Và tôi đánh giá cao cái độ êm của Puma Future Z 1.1 này. Ở trên bản FG hay là MG thì ba dòng công nghệ thì là Top End 1.1, hai dòng công nghệ thì là 2.1 là Mid End, và một dòng công nghệ thì là 3.1 là phần Low End. Nhưng mà ở trên con Future Z 1.1 phiên bản DTF này thì chỉ có hai dòng công nghệ thôi. Và nhiều anh em cũng bảo như vậy, đó là Mid End. Nhưng mà thực sự thì đây là đôi giày
1.1 mà tôi đã mua ở bên Puma Nhật Bản anh em ạ. Và đây là cái hộp của nó. Em có thể nhìn thấy đây là thông số này. Puma Future Z 1.1 này. Và size số các kiểu đây. Đây là tôi chính mua ở bên Puma Japan đấy. Và cái hộp nó về như thế này. Và ngoài ra có một chi tiết mà anh em có thể thấy, đó chính là cái việc cái cổ này. Ở Puma Future Z 2.1 phiên bản FG và MG, nó là dòng mid-end, thế nên là cái cổ của nó nhìn khá là bằng phẳng. Còn riêng cái cổ này, nó trông như là cái cổ của phần top-end 1.1 anh em ạ. Vậy thì 1.1 TF còn có điểm gì khác so với 1.1 của MG và FG không? Thì đó chính là cái phần đầu mũi này. Cái chất làm cái phần đầu mũi này nó khác các bạn ạ. Ở đây nó chỉ là như kiểu một phần da tổng hợp và có các cái hình in nổi này lên thôi. Còn ở trên phiên bản Future Z 1.1 MG và FG thì cái phần đầu mũi này nó là Evonit và phủ cái lớp silicone Grip Control Pro lên luôn. Hai đôi giày này thì tôi đi đều không bị xước gót nha các bạn. Cái chất của hai cái gót của đôi giày này khá là mềm. Và hôm trước cũng quên mất không đưa cái hình ảnh của cái gót của Future Z 1.1 vào. Nó cũng có một cái bộ đệm khá là êm. Và ở cái miếng lót gót này nó đục các cái lỗ các bạn ạ. Và cảm giác cái chất nhám này cũng thêm các cái lỗ này cũng khá là bám chân đấy các bạn ạ. Và không bị nhấc gót luôn. Không nhấc gót, không xước gót gì hết. Nhân tiện nhắc về cái gót thì thực sự là cái gót của Vapor 14 này nó ôm khá sát và nó có một cái độ cong nhất định. Thế nên là lúc xỏ vào rất là khó các bạn ạ. Và đây là một trong những mẫu giày xỏ khó nhất trong khoảng thời gian trở lại đây mà tôi đã từng xỏ vào. Ngược lại thì với Puma Future Z 1.1 thì xỏ vào cực kỳ dễ thôi. Căn bản là tại nó banh ra rất dễ này. Mình có không bị bó sát cái phần này nó gập quá. Thế nên là tôi có thể kê ngón cái trượt cái gót này vào đây. Và thế là chân tôi đã vào được rồi mà không hề khó khăn một chút nào hết nha. Đồng thời thì cái tình trạng là cao su rơi lọt vào trong giày cũng không hề có nha. Nhiều anh em lo sợ rằng khi mà tôi bảo là cái cổ của Vapor 14 này sợ khá là rẻ tiền, nó không ôm vào chân cho lắm. Đồng thời cảm giác cái độ co giãn ở đây nó cứ ít đấy. Nhưng mà thực sự thì đá trong trận tôi không cảm thấy là nó bị hở cổ và cao su rơi vào đâu. Thế nên là anh em cứ yên tâm nha. Vậy thì không biết anh em cổ chân nhỏ thì thế nào? Anh em chơi đôi này có bị cao su lọt vào trong giày hay không? Hãy comment lại cho mọi người biết với nha. Tiện thì nhắc đến mới nhớ, không biết là đã có những anh em chân thon nào đã chơi thử Vapor 14 chưa? Liệu thì cái đôi này form của nó có quá bè hay không? Anh em chân thon có thể chơi được hay không? Thì cũng hãy comment cho tôi biết với nha. Bởi vì là cũng có rất là nhiều người cũng đang băn khoăn. Vậy thì đánh giá nhanh ở trên phương diện thoải mái, cả hai đôi này thì Puma Future Z là tôi đánh giá một đôi giày có sự thoải mái hơn. Còn đây là một đôi giày Mercurial, không ít thì nhiều nó cũng sẽ có những cái độ bó nhất định. Mặc dù nó đã phù hợp với chân bè hơn nhưng mà anh em vẫn cần thời gian thuần nhiều hơn là Puma Future Z 1.1 nha. Cũng có rất là nhiều anh em lại đặt những câu hỏi về việc chọn size như thế nào với hai đôi giày này. Thì tôi đã làm ở trong những video này, những cái phần mà như kiểu để riêng ra là để phần chọn size, có những cái chữ trên màn hình để cho anh em theo dõi rồi. Nhưng mà có lẽ là không biết là chắc anh em bỏ qua phần đó chăng. Thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là về size số thì hai mẫu giày này hãy đi chu size với chân của mình nha. Chân tôi là 255 thì đi size 255 Japan luôn. Và đó chính là size 40 đối với Puma Future Z 1.1 và là 40.5 đối với Nike. Thì đó, anh em hãy nhớ cái size Japan của mình nha. Cái size Japan nó rất là thuận tiện trong việc đo lường chân cũng như là quy đổi size các bạn ạ. Và đồng thời như thế thì cái việc mua bán cũng rất là tiện, bởi vì mọi người bán hàng ai cũng biết những cái size này mà. Thì các bạn cứ đọc luôn cái size Japan của mình là mọi người tự biết đó là cái size nào ở bên EU ngay. Chân tôi là size 255. Như kiểu tôi đi order giày, tôi đọc là order hội em size 255, mọi người cũng hiểu và mọi người cũng nhớ luôn. Thế nên anh em hãy thử cái cách đó nha. Dần dần thì cái việc mua bán thuận tiện và nhớ size nó sẽ rất là dễ hơn nhiều, chứ không phải là nhớ là 255 Japan tức là quy đổi ra 40.5 của Nike, 40 của Puma, 42/3 của Adidas, xong lại quay lại 40 của Mizuno. Thực sự là cái size EU nó rất là khó nhớ, các bạn có công nhận không? Đấy, bây giờ chỉ cần đọc size, anh ơi, em size 255, order cho em con này size 255, bán em con này size 255, ok. Quá dễ luôn, chả cần phải quy đổi ra là những cái số toàn tà la văn kia làm cái gì cả. Về cảm giác bóng thì tôi đánh giá là Future Z 1.1 có điểm nhỉnh hơn là Vapor 14. Vapor 14 thì có những cái lớp lưới cao su nhựa nổi lên trên này, nó sẽ bám bóng dính hơn. Nhưng mà chung quy với cảm giác bóng, cái sự mềm mại trên đầu mũi này, những cái pha chạm bóng phải gọi là đỉnh cao, thì tôi đánh giá là Future Z 1.1 nó nhỉnh hơn. Nhỉnh hơn khá là nhiều đấy. Và cái chất ở trên đầu mũi này chạm bóng nó kiểu ngang tầm với cả con Elite của Mercurial cơ, chứ không phải là cái con Pro này. Về trọng lượng của cả hai đôi giày này thì nó đều là ngang nhau nha. Và nó thuộc dạng nhẹ so với size chân của tôi và quan điểm của tôi, và như thế này cũng là nhẹ rồi. Mặc dù như Mizuno tầm khoảng 220 rồi có khi còn cả dưới 205 cũng có. Như thế nó là quá nhẹ.
Nhưng mà thực sự thì những cái đôi giày mà khoảng 250g cho một đôi giày size TF thì nó cũng là nhẹ rồi đúng không các bạn? Bởi vì là với tôi thì cái độ nặng nhẹ, cái bộ đế của nó cũng mềm và có cái đệm êm, thế nên là cái cảm giác của nó không quá nặng ở trên chân. Cả hai mẫu giày này tôi đều cảm thấy là nó đem lại sự thanh thoát cho cái lối chơi của mình. Mặc dù có thể anh em sẽ nhìn thấy những cái bộ đệm đế này nó lòi ra ngoài khiến cho anh em cảm giác bị mất cảm tình bởi vì nó cao quá. Nhưng mà thực sự thì con này chỉ trông cao như vậy thôi, chứ thực ra là tôi đánh giá ngay ở đầu video đó là cảm giác trên chân này nó không thực sự là có quá nhiều khác biệt về cái độ cao đâu. Di chuyển trong trận thì chắc chắn là Puma Future Z là đôi giày nhỉnh hơn rồi, bởi vì nó có tổng thể một cái bộ đế êm hơn và đồng thời là cái upper này nó cũng mềm hơn nữa, đi lại rất là sướng. Đồng thời là cái bộ đế này cũng là mềm này, mặc dù là cái đinh của nó thì có thể là nhiều anh em sẽ nghĩ là nó sẽ bị nhanh mòn, nhưng mà trong những cái lúc mới như thế này thì cá nhân tôi vẫn cảm nhận là nó có một cái độ bám sân đủ ổn và đồng thời là nó có một cái độ mềm thanh thoát, thế nên là di chuyển trong trận phải gọi là phê lòi luôn. Còn cảm nhận của tôi với Vapor 14 khi di chuyển trong trận nó chỉ dừng lại ở mức tạm ổn. Nó khá là giống Vapor 13 và thực sự nó không có một cái sự bứt phá quá lớn. Nếu mà nói về cảm giác sướng khi di chuyển ấy, thì thực sự là Puma Future Z nó ở một cái đẳng cấp khác so với cả Vapor 14 luôn. Về mảng truyền bóng thì cả hai đôi giày này đều đem lại một cảm giác thật chân. Còn về cảm giác sút bóng thì cá nhân tôi đánh giá là nó cũng xem nhau luôn. Và thực sự là nó không phải là quá sướng trong cái việc là sút bóng. Nó không sướng như là kiểu Puma Future 5.1, Exhausted.1 hay là Predator 20+ đâu. Nhưng mà nó cũng đã có cải tiến nha. Ví dụ như là ở Vapor 14 này thì cũng đã sút sướng hơn là Vapor 13. Còn Puma Future Z nó cũng không phải là dạng vừa đâu, sút cũng rất là thích chân. Thực sự để nói về nổi bật và có thể tranh top được với những cái đôi giày sút bóng sướng trong cái đánh giá của tôi thì hai đôi này có lẽ là chưa leo vào đến top 3 các bạn ạ. Tiếp theo đó là về hai cái chiếc lót của hai đôi giày này. Thì cá nhân tôi thấy là của Puma Future Z 1.1 cũng như là của các mẫu giày Puma nói chung thì nó sẽ có một cái lót thực sự là bám dít ở trên chân và chân của mình sẽ không bị di chuyển ở trong giày. Còn với Vapor 14 này thì cá nhân tôi thấy là nó có một cái sự di chuyển chúi về phía trước với cái chân của tôi. Thế nên là cá nhân tôi mặc dù là đi size 260 Japan, tức là rộng hơn nửa size so với cái size true size của tôi, nhưng mà thực sự thì khi mà đi trong trận chân tôi vẫn bị chúi lên phía trước, thế nên là nó không tạo ra cảm giác bị bùng nhùng. Cái này thì ở Vapor 13 thì tôi lại không thấy, nhưng ở Vapor 14 thì tôi lại bị cảm giác chân bị chúi lên phía trước các bạn ạ. Và trên đây là so sánh nhanh của tôi giữa hai mẫu giày Puma Future Z 1.1 và Valkyrie Vapor 14 Pro. Vậy tôi còn thiếu điều gì không? Nếu như anh em nhận ra tôi còn thiếu điều gì thì hãy comment ở phía dưới nha, tôi sẽ xem và trả lời hết cho anh em. Và như thường lệ thì nếu như các bạn có sở hữu cả hai mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về đôi giày này nha. Cuối cùng thì đừng quên thích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra ở bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và nếu như các bạn muốn mua giày bóng đá chính hãng thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Mà ngoài ra còn có các chính sách đổi trả cho những anh em ở xa nữa. Đồng thời thì ở cửa hàng Hùng Sport cũng có chính sách trả góp nữa, anh em hãy inbox cho anh Hùng để biết thêm thông tin chi tiết nha. Link Facebook và link website hungsportstore.vn mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha, anh em nhớ ghé xem.